Một trận động đất có độ lớn 6,4 đã xảy ra tại Tây Sumatra gần Pariaman, Indonesia vào sáng nay theo giờ địa phương. May mắn là không có thiệt hại hoặc là thương vong nào được báo cáo sau trận động đất. Động đất mạnh khiến cho nhiều người hoảng sợ bỏ chạy khỏi các tòa nhà. Một số bệnh viện phải sơ tán nhân viên và bệnh nhân ra ngoài. Theo các cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia, tâm chấn động đất này ở độ sâu khoảng 10 km. Indonesia thường xuyên phải đối mặt với các vụ động đất và núi lửa phun trào do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ trái đất do hoạt động của các mảng kiến tạo. Còn ở Trung Quốc, tại vùng nóng nhất, nơi mà nhiệt độ nhiều ngày luôn trên 40 độ là tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc lại đang triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với tình trạng lũ lụt do mưa đột ngột, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cấp độ 4, mức thấp nhất trong thang 4 cấp tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Đây là hai địa phương hay xảy ra lũ quét và sạt lở núi nguy hiểm. Bởi địa hình đồi núi phức tạp và thường xuyên có những cơn mưa lớn bất thường. Sau khi làm mưa nhân tạo vì hạn kỷ lục, trong hai ngày nay, thành phố Miên Dương, Thành Đô, Quảng Nguyên, Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã phải liên tục ghi nhận những cơn mưa vừa đến rất to trên 165mm gây dông lốc lũ lụt. Gần 50.000 người phải sơ tán. Cơ quan chức năng khuyến cáo tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và thành phố Trùng Khánh cần tăng cường cảnh báo sớm, ứng phó khẩn cấp với lũ lụt, di dời dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên đã phải đối mặt với cháy rừng kể từ giữa tháng 8, sau khi khu vực phía Tây Nam trải qua hạn hán nghiêm trọng. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 736 lính cứu hỏa từ tỉnh Vân Nam đến Trùng Khánh để hỗ trợ chữa cháy rừng. Những trận mưa lớn vẫn chưa đủ để làm mát cho phần nhiều các địa phương. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên và các tỉnh lân cận, nhiệt độ vẫn trên 40 độ C. Đồng thời đề nghị các địa phương phải đặc biệt đề phòng tình trạng mưa lớn bất thường gây lũ quét sau những ngày nắng nóng cực độ. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.